bự rồi bá luôn. Dạ cái này không. Này cô bác chị xem cá nó nhiều quá trời, nó nhảy ở bên ngoài luôn. Nhảy bên ngoài. Không có bỏ luôn cho. Ăn thịt tài nó đợi ha. Cho mình vui vẻ bình an nha, hôm nay chúng ta sẽ tốt nha.
mấy chục ký cá luôn, rất là nhiều. Làm lễ xong hả cô? Theo sư cô ở đây á, là việc mình phóng sanh thả cá là nó mang cái điều gì, nó ý nghĩa như thế nào hả cô? Gây ra nhiều cái tội cũng như con vật con này con kia đó, rồi giờ mình phóng sanh cái tội mình nó nhẹ ha. Nó nhẹ mà cái nóng giận mình cũng im, rồi gia đình con cháu của quyền rồi đó làm ăn được tấn tài đại lợi hết, mọi sự thân tâm như ý hết là được vui lắm mà cá được tung tăng mà nghiệp mình nó gánh ra nửa sông nửa biển hết. Mấy cô nay cũng đủ nhân duyên mà để phóng sanh như vậy là sư cô cũng quá mừng cho mấy cô hướng về Phật, rồi con cháu cũng hướng về Phật, làm ăn cái gì cũng được được hết, mà ít mà đặng nhiều, mà càng ngày phát tài và phát triển lên hết. Rồi hôm nay chúng mấy cô cũng đủ nhân duyên về để Phật pháp rồi đó, rồi hôm nay được phóng sanh được mấy chục cá chạy lung tung tứ tâm lên văn quẹo lên, rồi cầu gia hội nha. Rồi mấy cô cũng được chiên lành hết rồi đó, nay là vui xuống tung tăng rồi đó. Mấy cô nay ăn ngủ nhẹ nhàng rồi đó nha. Chúc mấy cô ảnh được bình an hết nha. Rồi để khi nào có dịp rồi gặp cô nữa. Cái cô thì nói ngay á, thì cũng sức khỏe cô giờ vậy đó. Sức khỏe cũng lâu lâu cũng mệt, mệt luôn rồi. Sư cô nói ngay, sư cô bị tim, yếu tim. Thì sư cô còn hoạt được thì cứ làm lên. Lấy cũng sức lên. Cậu bảy giao bảy tánh được cái gì nữa mà hướng về Phật được cô mừng lắm. Cái gì mà hướng về Phật cô mừng lắm. Vậy mà việc phóng sanh thả cá này nó mang lại cái điểm lành, giúp cho gia đình là cái tinh thần nó cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, và công việc thì làm ăn sẽ trôi chảy hơn, đúng không cô? Dạ đúng rồi. Rồi cái gì mình nói có con cháu nó nghe hết. Rồi mình làm sao mình sống ngoài đời này mình không tạo ra cái con này con kia. Rồi mình không sát sanh được. Giờ này mình đủ nhân viên như vậy quá tốt rồi. Hướng về Phật pháp thì ngon quá đẹp rồi. Thì mà cái gì cũng được, tiến lên hết đó. Rồi con cháu cái hôm đó mình nói nó nghe, cái tự nhiên mình không sanh sao mình nói cái nó nghe, nó quan hết rồi. Làm gì được hết. Tội trạng rồi với theo những con cá này sẽ đi ra ngoài sông ngoài biển hết hả cô? Đúng rồi, bởi vì mình đâu có đặt cầu an đó. Thì giờ mấy cái cá này đi ra sông biển rồi nhảy tung tăng múa lên. Cho gia hậu thì của mình. Còn thật sự mấy cô nào mà được đủ duyên mà phóng sanh như vậy á là quá tốt rồi đó. Quá tốt. Chỉ là một là mình bây giờ sống trên đời này, một là cái làm cái từ thiện, và hai á là do nên phóng sanh, cứ hai điều đó thôi. Mình ăn bây giờ biết sao dư, biết sao thiếu, biết sao đủ. Mình nhớ cái thời gian mình đã dành lòng để mình lo cái nghiệp của mình, rồi mình cầu cho con cháu sau này được hỏi sự cái gì tắt máy cái này dùm mấy cô chưa từ từ mấy cô rồi như vậy thì mấy cô đủ nhân viên quá lớn rồi đó. Sau là mấy cô biết là hướng về Phật thì cũng chắc là cảm ơn trên kiệm mấy cô đó. Phật pháp cũng chuyển mấy cô á. Còn phấn xanh ghê không cá. Con thấy cái ngôi chùa ở đây mình cũng khá là nhỏ luôn, nhưng mà cái thật sự là cái tâm nó rất là bao dung, rất là bao la luôn. Thì ở đây nè cô bác anh chị xem nè, bây giờ các cô là đổ cá vô trong mấy cái bao này để đem ra một cái đoạn sông á, đoạn sông rất là trong, rất là sạch ở bên kia. Tại vì sông của Phong ở dưới đây á thì nó bây giờ nó bị ô nhiễm rất là trầm trọng rồi. Nếu mà thả ở đây á thì mấy con cá, thì mấy con cá nó cũng không có sống nổi nữa. Nên phải đi chở một cái đoạn đường cũng khá là xa. Bây giờ phải chở đi thả cá. Mấy cô này phóng sanh rồi cái thông cũng ấy về đăng phóng cho cô luôn, ảnh cô cũng đổi ra cái tên mấy cái tên mãi là cô đó. Của hoàng thân là cái tên phóng nhiều cái tên của Nguyễn Thị Hương này đi ha. Với Trường Pháp này nè phóng ra cái tên cho gia đình vui vẻ. Khi nào con đăng lên rồi cô ba kêu người ta xem cái clip đó đó. Là cũng có tên người đó luôn. Cá đợt này mấy chục ký thôi cô mà quá trời. Bốn gần 40 ký. Quá trời quá đất luôn. Đây. Cá này nặng lắm mà cá con nhỏ.
Ở này còn mấy ngàn con. Nè. Đây bác anh chị xem ở dưới quê thì việc phóng sanh thả cá nó rất là tốt. Em mà ở dưới mấy lúc này mấy cô ở đây nó cũng tranh thủ cái thời gian. À, lúc này còn giống như chưa có vô mùa vụ á thì cũng lời để cùng sư cô ở đây đọc kinh cầu an để thả những con cá và để mang lại những cái cho cái tinh thần nó được thoải mái á, cô bác chị ạ. À. Thôi thì bây giờ là cũng xong rồi, thôi thì cũng năm mới 2021 rồi. Thì con là Phong Nguyễn thì con cũng rất là biết ơn cái tấm lòng của cô trong cái khoảng thời gian qua mà đã phóng sanh ở đây rất là nhiều, cho giúp cho nhiều cô chú ở trong và ngoài nước. Thì con cũng gửi cái lời cảm ơn sâu sắc đến sư cô ở đây và chúc cô năm 2021 có thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều sức khỏe và có thể giúp cho đời nhiều hơn. Con cảm ơn sư cô nha. Rồi cô cũng cảm ơn thân luôn nha. Làm ăn thịnh tài thịnh lợi nha hơn. Cái gì cũng may mắn hết. Cũng là cái phước đức mình được cái phước đức là gieo ra là cái hạt giống được ngày càng tiến bộ lên. Sư cô cũng vậy, sư cô thì sức yếu nhưng mà sư cô cũng phải ráng cố lên, vượt lên chính mình. Cố gì vừa lên là cố quá là không cắt có nhiều thở hết đi. Thôi bây giờ con đi thả cá nha sư cô. Bây giờ thì Phong cùng với mấy Phật tử ở trong chùa sẽ đi phóng sanh những con cá này. Đây, bây giờ sẽ buộc lại gọn rồi mới đi đem xuống dưới thả cô bác chị à. Bữa nay thì Phong cũng được các mạnh thường quân nhờ đi phóng sanh để mang lại cái sự bình an cho gia đình. Thì bên cạnh đó thì Phong cũng mong muốn là nếu có cô bác anh chị nào có xem qua cái đoạn video này cũng sẽ được bình an, sẽ may mắn và nhiều hạnh phúc luôn nha. Đây bên đây là mẹ Phong cũng tranh thủ mà tới đây để cùng phóng sanh thả cá luôn cô bác anh chị à. Đây thật sự là cái ngôi chùa rất là nhỏ nhưng mà cũng khá là nhiều những Phật tử với những cô bác ở địa phương đây thì cũng tới. Mặc dù chùa nghèo nhưng mà có tấm lòng rất là lớn, rất là bao la. Bên đây thì trong chùa của sư cô thì cũng có những cái bàn dông để giống như mà có những cô bác gần đây có người mất á thì có thể thì có gửi vô chùa để hàng ngày nghe kinh Phật. Thì hầu như những cô bác nào có gửi cái địa chỉ hay là cái ngày sinh ngày mất gì đó của những cô bác mà đã không may mắn mà không còn thì sư cô đây hàng ngày cũng hàng đêm cũng tụng kinh cầu siêu. Đây là một cái bàn dông ở đây. Đây là cô bác anh chị đã thấy cũng rất là tốt khi mà được gửi vô trong chùa thì hàng ngày được nghe kinh kệ rồi hửi mùi nhang khói á thì cũng rất là tốt cô bác chị à, rất dễ nha, đi rất dễ đi cầu siêu, đi được tới một nơi an lạc rất là tốt. Thì cô bác anh chị xem nè, bây giờ các Phật tử ở đây bây giờ chở đi phóng sanh nè. Ai cũng rất là háo hức khi mà chuẩn bị mà đem những chú cá này ra thả ngoài sông ngoài kia. Đây. Tới lượt Phong rồi. bữa nay cá hơi nhiều nên đi tới mấy chuyến được. Đây. Này tới cả 40 kg rồi, rất là nhiều. Rồi. Rồi bây giờ cô bác anh chị cũng đi theo Phong ra ngoài con sông để cùng thả cá luôn nha. Bữa nay đang làm đường lại đó nên chạy rất là khó luôn á, rất là lông trông. Đây từ ở nhà Phong mà đi tới đây á, rất là xa. Sau Phong á, ở dòng sông của gần chỗ Phong á thì nó dơ lắm, do bây giờ các công ty xí nghiệp rồi với ý thức của người dân á, người ta cũng kém á, người ta xả rác rất là nhiều. Nhầm khi có con này con kia chết hay gì người ta cứ liệng xuống sông xong à,
dòm con sông không phải, không biết là phải dòng sông không nữa hay là một cái bãi bãi rác nữa. Dòm rất là dơ, rất là đục. Thì bây giờ thì phòng cũng tới mấy với mấy cô cũng có tới chỗ rồi. Thôi mình giờ thả ngay góc hồi hổm luôn đi. Dạ. Dạ. Đằng kia dạ dạ cô chạy đi. Đây cô bác anh chị nè. À, mấy cô đây nói rằng gần ở đây có cái lưới á, có cái lưới. Nên là sợ giống như thả vô và nó vô lưới của người ta. À, dòng sông ở đây thì nó sông. Nó sạch đó, nó sạch nhưng mà nó trong nữa. Chứ nó sâu nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có khá là nhiều người. Người ta đi ra đây người ta chài lưới, người ta bắt. Người ta lo cho cuộc sống của người ta, người ta bắt người ta chiên kho xào rồi ăn. Đây. Bây giờ Phong với mấy cô ở đây cũng đi tới đây. Cái đoạn sông ở đây coi chỗ nào thích hợp mới thả xuống. Đây nãy là Phong cũng thấy có mấy người câu cá đây nè. Đây. Cái sông bữa nay là cũng nước rất là lớn luôn. Thật sự cái đường này chạy mà không có nó bự thiệt nhưng mà nó rất là trong trong. Đá nó đổ nó không có được bằng phẳng á. Nó rất là tưng của bác gì ạ. Đây. Bây giờ cô để cho cô chạy trước coi cô xác định ở chỗ nào là thả cá. Dạ, ở đây được không cô? Cái cầu đó đó. Dạ dạ. Lên cái cầu đó mình ấy đi con quay dễ quay. Dạ dạ. Cá nó xuống từ từ đó. Dạ dạ. Cô này nó nắng nhiều cái dèo quá trời luôn. Đây dòng sông này đấy. Ê, đây đây. Dạ. Dạ dạ. Cô ấy phụ nặng quá cá. Ê, cô bác chị bây giờ Phong đây 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 cuốn sách ra này nặng lắm mà sách gì nổi này tôi mới mười mấy ký ấy đợi từ từ nha cô lọt sập cầu là chết luôn á chị mười giờ trước được á giờ không cầu này không có sập đâu rồi ấy đây con ấy trời ơi chết cha nó đổ dành đi giờ mở miệng đi chị. Chị quay qua mấy bên đây cho nãy mình để dưới đây nè thấy dạ thôi để cậu cũng được mười quay qua bên đó xả dài ra xả dài dạ. Chị mười xả dài ra à, đây cô bác anh chị bây giờ cũng tới cái đoạn sông ở đây rồi. Cái sông ở đây thì nó trong nó sạch với nó sâu lắm. Hôm bữa thì hôm bữa giờ thì phóng sanh cũng rất là nhiều lần luôn nên chọn cái khúc sông ở đây à, thả cô bác anh chị à giờ các cô bây giờ là cũng ấy không cá chê này không sao đâu mà nấy trên cao cũng không sao hay rất là nhiều luôn dạ yeah. Nó vô mé là trời ơi đặc luôn nội ơi đây các cô ở đây cũng niệm Phật để cho mấy chú cá này về sông về biển rồi cô bác anh chị ạ à? Đây. Cô bán chị xem nè. Nó bơi vô mé rất là nhiều luôn á. Đây nè. Rất là nhiều luôn. Đây. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Xong rồi. Các chị gì Bồ Tát cá ra ngoài biển xơi nha. Đem cái đau, cái bệnh, cái xui, cái xẻo ra hết mà biển khơi đem lại cho tất cả chúng sanh cái trí huệ sáng suốt cho gia đình các vị phóng sanh của ngày nay đấy được thanh tâm yên tịnh trí huệ sáng suốt gia đình được hạnh phúc cháu con đề huề mừng ăn tấn tài tấn lợi tấn bình an cũng nhờ các chú cá Bồ Tát A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật rồi à, thì bây giờ cũng phóng sanh cá xong rồi cô bác anh chị ơi giờ cá nó bơi đang nó cũng còn bơi trong mé không à chưa có tản ra nhiều đó bây giờ cá nó đang bơi ra ngoài xa ngoài sâu rồi kia kìa cô bác chị xem nè rất là nhiều luôn bây giờ nó bơi bơi trong mé nè đó rất là nhiều luôn nhìn rất là thích luôn anh giờ rất là nhiều thật sự không có biết như thế nào luôn giờ nó đang tản nha à, cái dòng sông ở đây nè cô bác xem nè rất là rộng lớn luôn à, thôi thì nãy giờ thì Phong Nguyễn nãy giờ cũng đi với các cô ở đây là cũng phóng sanh cũng xong xuôi hết rồi thì Phong cũng không có biết nói gì hơn
thì Phong cũng thật sự mong muốn là những cái chú cá này nó sẽ bơi ra ngoài sông, ngoài biển lớn ở đây, nó sẽ mang đi tất cả những cái gì nó không may mắn của gia đình, của những cô bác được phóng sanh trong ngày hôm nay, và cũng như là tất cả những cô bác cũng bỏ cái thời gian xem cái video trong ngày hôm nay, thì cũng có một cái gì đó thật là bình an, thật là nhiều may mắn và nhiều hạnh phúc. Thì bây giờ thì Phong thấy mấy chú cá ngoài đây nó cũng bơi ra ngoài giữa sông rồi, cũng được sự yên tâm phần nào. Thì Phong cũng không biết nói gì hơn hết. Thì Phong cũng cầu mong cho mọi người lúc nào cũng được bình an, hạnh phúc và có nhiều sức khỏe. Và nói chung là Phong cũng không biết nói gì hơn nữa hết. Thì Phong cũng xin chào toàn thể quý cô bác anh chị đã bỏ cái thời gian quý báu của mình để xem cái video của Phong trong ngày hôm nay. Thì Phong cũng kính chào nha.